Nhà đất Việt Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Gấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị khách hàng một căn nhà phố với diện tích rất đẹp, ngang 6,5m, độ dài 12m, thiết kế là một trệt, một lửng và hai lầu cũng như là sân thượng trước sau. Đây là một căn nhà mà tặng kèm full nội thất bên trong. Thiết kế rất đẹp, đường trước nhà tới 8m, cách công viên rất là gần với công viên nha mọi người, cách công viên mini khoảng chừng 50m thôi. Đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà chúng ta. Căn nhà thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại năm 2021. Chúng ta đang tham quan căn nhà từ bên ngoài. Căn nhà thì được thiết kế do những kiến trúc sư trẻ tuổi của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thiết kế lên nha mọi người. Nên chúng ta nhìn bên ngoài và nội thất bên trong tặng kèm vô cùng đẹp và cao cấp. Một căn nhà mà chúng ta mua thì chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi. Nhà thì được thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Đây là con đường trước nhà này. Một con đường khoảng chừng 8m xe hơi vào tận nhà. Và cách công viên mini khoảng chừng 50m thôi nha mọi người. Có một công viên mini ở đây để chúng ta có thể vui chơi, giải trí, tập thể dục thể thao hàng ngày. Căn nhà này thì nằm trên trục đường Lê Đức Thọ cũng như là Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà có diện tích rất là đẹp, ngang tới 6,5m, độ dài tới 12, công nhận đủ và xây hết đất. Từ gia chủ thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Đang được bên chủ nhà chào bán với một giá bán rất mềm nha mọi người, 8 tỷ hơn cho một căn nhà phố đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong, có hồ bơi bên trong và được thiết kế là một trệt, một lửng, ba lầu, bao gồm khu vực đậu xe máy, gara xe hơi, hồ bơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, một phòng xem phim, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà này là hướng nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là một căn nhà mà thiết kế rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong để tham quan căn nhà đẹp này nha mọi người. Bên ngoài chúng ta sẽ có hai lớp cửa. Một lớp cửa bên hông đi vào bên trong, lớp cửa chúng ta đi bộ, và một lớp cửa chúng ta đi xe hơi. Thì hai lớp cửa để chúng ta đều có lớp cửa sắt bên ngoài và một lớp cửa cuốn bên trong nha mọi người. Rất đẹp và cao cấp, một căn nhà mà gia chủ thiết kế chúng ta nhìn thì không khác gì một căn villa mini. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong. Thì bên ngoài chúng ta có một lớp cổng sắt, bên trong là khoảng sân và một lớp cửa nhôm xin pha 4 cánh. Bên trong thì chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng khách, phòng bếp, khu vực hồ bơi, rồi 4 phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, một cái hồ bơi mini. Và nhà thiết kế rất đẹp với giếng trời thoáng mát, cây xanh bên trong. Và điều đặc biệt là căn nhà chúng ta được tặng kèm full nội thất bên trong nữa nha mọi người. Chúng ta để ý không gian phòng khách này thì có sofa, tivi, tủ kệ tivi và cây xanh. Ngay ở khu vực không gian phòng khách là một hồ bơi mini nha mọi người, một hồ bơi bên trong nhà luôn, để chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta có thể cho anh em chúng ta tập bơi hoặc là vui chơi giải trí bên trong căn nhà luôn. Một căn nhà mà thiết kế với rất là nhiều cây xanh được trồng ở bên trong. Ở đây thì chúng ta có một cái hồ bơi và một cái khu vực giếng trời. Đây là hồ bơi ở căn nhà này, một cái hồ bơi mini thôi nha mọi người. Giá bán thì gia chủ đang chào bán hơn 8 tỷ, còn thương lượng. Ở đây thì chúng ta có một cây xanh ở ngay ở khu vực giếng trời ở giữa nhà. Đây, chúng ta có một cái giếng trời rất bự ngay ở giữa nhà nha mọi người. Một giếng trời cực kỳ thông thoáng luôn. Căn nhà này thì chúng ta vào ở thì vô cùng thoáng mát luôn nha mọi người. Và giá bán gia chủ đang chào bán cho căn nhà này là 8 tỷ 830 triệu đồng, còn bớt thêm. Quý anh chị quan tâm có thể gọi đến cho bên nhà đất Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là không gian phòng bếp thì chúng ta được tặng kèm một bộ bàn ăn 6 ghế, bộ bàn tròn. Phía trên thì chúng ta có đèn thả và khu vực bếp ở bên trong khu vực bếp thì chúng ta có tủ cái bếp trên dưới được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường. Bếp có quầy bar, có tủ lạnh hai cánh hiệu Samsung và có máy hút mùi cũng như là bếp âm và khu vực bồn rửa chén bát bên trong nha mọi người.
Đây chúng ta để ý không gian bếp căn nhà, phải nói là rất tuyệt vời luôn. Một không gian bếp mà gia chủ thiết kế vô cùng thoáng mát, đẹp và sang trọng nha mọi người. Căn nhà này thì chúng ta mua thì chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi, quá là tuyệt vời luôn cho đại gia đình chúng ta. Và phía dưới cầu thang là khu vực vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi nha. Đây là phòng vệ sinh ở dưới tầng trệt này. Một căn nhà đẹp, một căn nhà villa mini thiết kế tặng trọn gói nội thất bên trong, giá bán chỉ 8 tỷ 830 triệu đồng. Khu vực cầu thang thì chúng ta sử dụng mặt gỗ kết hợp với mặt đứng là đá màu trắng nha mọi người, và có những ánh đèn led hiệu cảm ứng, khi chúng ta đi lên thì đèn tự sáng ở khu vực cầu thang. Và khu vực cầu thang chúng ta làm lan can được làm bằng sắt và tay vịn làm bằng chất liệu gỗ cam xe nha quý vị. Nhà thiết kế với những cái giếng trời rất là rộng ở giữa nhà. Trên đây là khu vực không gian tầng lửng nha mọi người, phòng khách trên tầng lửng. Khu vực không gian phòng khách trên tầng lửng gia chủ thiết kế làm khu vực không gian khu vực đọc sách và khu vực tiếp khách. Ở trên đây thì chúng ta có những cái giá kệ để sách này, và những cái bộ bàn ghế để chúng ta đọc sách. Trên tường chúng ta có những cái vật dụng trang trí cũng như là những cái tủ kệ được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường để chúng ta đọc sách, và một khu vực vui chơi giải trí hoặc là tiếp khách trên này. Nếu mà chúng ta tiếp khách trên này, chúng ta có thể để cái bộ sofa như đây nha mọi người, hoặc đây cũng có thể là khu vực phòng làm việc nha mọi người. Thì gia chủ có thể có để cho mình một cái bàn để đọc sách kết hợp với một cái ghế xoay rất tuyệt vời. Đây là tầng lửng của căn nhà. Chúng ta đang tham quan bên trong một mẫu nhà phố mà gia chủ thiết kế quá đẹp nha mọi người, quá đặc sắc và sinh động. Một mẫu nhà phố kết hợp giữa cây xanh và nội thất hiện đại, tạo lên một căn nhà phải nói là vô cùng đẹp khi chúng ta bước vào bên trong căn nhà. Và Hùng xin nhắc lại, vị trí căn nhà thì nằm trên trục đường ngay chỗ ngã tư Lê Đức Thọ và Phạm Văn Chiêu, khu vực phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, một vị trí thông thương giữa các quận như là quận 12, quận Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh. Di chuyển đi lại khá là thuận tiện, từ nhà chúng ta qua sân bay khoảng chừng 50 phút thôi. Và từ nhà này chúng ta đi qua trung tâm thành phố cũng khá gần. Từ nhà này Hùng tính chúng ta đi qua trung tâm thành phố khoảng chừng 25 đến 30 phút đi xe máy thôi. Một vị trí vô cùng đẹp, và điều đặc biệt là căn nhà chúng ta nằm trong một khu phố đồng bộ tới 50 căn nhà phố, và đường trước nhà tới 8 đến 10 mét sát công viên mini để chúng ta có thể vui chơi giải trí cho con em mình tập thể dục thể thao hàng ngày. Và với vị trí sát bên chợ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, công viên làng hoa, nhà thờ, siêu thị Lotte Mart, Vincom, chợ Hạnh Hưng Tây, một vị trí đẹp như thế này, chúng ta mua ở, mua làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom hợp ba thì cũng rất là tuyệt vời. Và chúng ta đang di chuyển lên bên trên để tham quan 4 phòng ngủ cũng như là phòng sinh hoạt chung của căn nhà. Tất cả các phòng ngủ bên trong thì bên trong căn nhà thì chúng ta đều tặng kèm full nội thất và có vệ sinh trong nha quý vị. Chúng ta sẽ vào phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ phía sau. Cửa phòng ngủ thì chúng ta sử dụng cửa cam xe nha. Phòng ngủ thì chúng ta sẽ có tủ áo, rồi tủ kệ tivi, vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì có bồn cầu, gương soi, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và những cái giá kệ để đồ. Phòng vệ sinh được ốp lát và trang trí phải nói là vô cùng mới và đẹp. Một mẫu nhà mới nhất năm 2021 đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến đại gia đình chúng ta trên hệ thống kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng Bán Nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà diện tích ngang tới 6,5 m, độ dài tới 12 m, công nhận đủ trên số và giá bán chỉ có 8 tỷ 830 triệu đồng thôi. Quý anh chị chúng ta quan tâm có thể gọi đến cho bên em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và chúng ta sẽ vào thăm nội thất phòng ngủ nhé. Phòng ngủ thì chúng ta có tủ kệ áo được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường, có máy lạnh tặng kèm khi mua, có giường ngủ 1m6, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ đầu giường, tranh ảnh trang trí. Và phòng ngủ thì chúng ta có cửa sổ ra giếng trời, rất là thoáng mát nha mọi người. Với một căn nhà thiết kế và nội thất như thế này thì chúng ta mua thì chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi. Gói nội thất gia chủ tặng kèm lên tới 600-700 triệu khi mua nha mọi người. Giếng trời ở dưới nhà rất là thoáng mát. Phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta có giường ngủ lớn hơn, giường ngủ 1m8 nha quý vị. Với bàn trang điểm, giường ngủ, chăn ga gối đệm, tủ kệ tivi, tủ để đồ. Phía trước là cửa
bốn cánh ra khu vực ban công và phòng vệ sinh trong. Ngay phòng vệ sinh chúng ta có những giá kệ để đồ và những cái tủ áo này. Phòng vệ sinh có phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước này thì chúng ta sẽ có bồn tắm nằm nha quý vị. Với bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi bên ngoài, bên trong sẽ là vòi tắm hoa sen và bồn tắm nằm. Một cái phòng ngủ mà chúng ta có bồn tắm nằm bên trong rất là tuyệt vời. Quý anh chị quan tâm thì hãy nhanh tay bốc máy và gọi đến cho bên Hùng để sở hữu ngay căn nhà phố đẹp với diện tích ngang tới 6m rưỡi, độ dài tới 12 và xây dựng vô cùng đẹp, nội thất cao cấp này nha mọi người. Căn nhà rất hiếm ở địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị nào nhanh tay thì sẽ sở hữu được, và nếu chúng ta chậm thì sẽ bị người khác mua mất nha mọi người ơi. Và khi chúng ta liên hệ xem nhà bên Hùng, chúng ta sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được xem sổ hồng và những giấy tờ liên quan, được giảm giá từ 2 đến 500 triệu đồng một căn. Và khi chúng ta mua bên Hùng thì chúng ta còn được hỗ trợ vay ngân hàng từ 60 đến 80% giá trị căn nhà nha mọi người. Và khi chúng ta coi nhà thì chúng ta sẽ được gặp các anh chị chủ nhà để thương lượng và sẽ được bên Hùng hỗ trợ mua nhà với giá tốt nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vừa tham quan xong khu vực không gian phòng ngủ số 3 và đây là phòng ngủ số 4, phòng ngủ cuối cùng này. Thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ phía trước là có bồn tắm nằm và hai phòng ngủ sau là bồn tắm đứng nha mọi người. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta cũng có giường ngủ và bốn phòng ngủ thì đều được tặng kèm nội thất bên trong như chúng ta đang thấy. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng của căn nhà. Trên đây thì chúng ta sẽ có một phòng sinh hoạt chung hoặc là phòng phê đồ. Và trên đây thì gia chủ có làm một cái khu vực bồn rửa để chúng ta có thể rửa chén bát trên này. Và khu vực sau đây là khu vực để máy giặt. Khu vực cái sân thượng sau này thì gia chủ đổ sút ra phía sau, chúng ta có thể làm phòng tập gym, sân phơi hoặc là sân thượng sau luôn nha mọi người. Đây chúng ta thấy này, gia chủ đổ hết ra phía đằng sau luôn và được rào chắn xung quanh rất là chắc chắn và kiên cố nha. Chúng ta di chuyển qua khu vực sân thượng trước cũng như là khu vực phòng thờ ở ngoài đây. Hướng nhà là hướng nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và với giá bán hơn 8 tỷ trong căn nhà đẹp một siêu phẩm như thế này thì quý anh chị nào quan tâm nhanh tay gọi đến cho bên nhà đất Anh Hùng để sở hữu căn nhà với giá bán cực kỳ tốt, một mẫu nhà rất đẹp và nội thất thì chẳng thiếu thứ gì bên trong nha mọi người. Đây là khu vực sân thượng trước đây, chúng ta thấy này, có rất là nhiều cây xanh cũng như là hoa và cây cảnh được gia chủ tặng trồng vào đây ở đây và tặng kèm khi mua. Vị trí căn nhà thì nằm sát bên chợ Thạch Đà, nhà thờ Thạch Đà, công viên Làng Hoa, siêu thị và chợ Hạnh Ông Tây nha mọi người. Một khu vực rất là sầm uất ở địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm thì hãy bốc máy và gọi cho bên Hùng sớm để được tư vấn và dẫn đi xem nhà cũng như là hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80% giá trị căn nhà nha quý vị. Một căn nhà đẹp, nhà đất Huy Hùng rất hân hạnh được giới thiệu đến quý chị khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.